Tiếp là câu số 19. Một bóng đèn loại 40W được chế tạo để có công suất chiếu sáng. Đây là đèn ống. Còn đèn dây tóc thì có công suất là 100W. Người ta nhận thấy là cái đèn ống công suất 40W thì nó sáng giống như cái đèn sợi đốt truyền thống là 100W. Tức là người ta dùng công nghệ để chế tạo những cái loại đèn mà công suất tiêu thụ ít hơn nhưng mà nó vẫn sáng như cái đèn 100W này. Đấy, em thấy là 40W nhưng mà nó vẫn sáng như 100W. Đấy. Nên nó tiết kiệm điện hơn, chúng ta hiểu như vậy. Hỏi nếu sử dụng đèn ống này trung bình mỗi ngày 5 giờ, mỗi ngày 5 giờ trong 30 ngày sẽ giảm được bao nhiêu tiền điện? 5 giờ trên ngày và sử dụng trong 30 ngày thì tiết kiệm được bao nhiêu tiền điện nếu như mà giá điện là 1.800 đồng trên 1 kWh? Thì chúng ta sẽ phải tính cái đối với đèn ống xem là nó tiêu thụ một tháng á, 30 ngày đấy, nó tiêu thụ bao nhiêu điện thì sử dụng công thức A, ta gọi là A1 đi, sẽ bằng công suất của đèn ống này nhân với thời gian. Công suất là 40W, tức là 40 nhân với 10 mũ trừ 3 kWh, ta đổi sang đơn vị kWh nhé, vì giá tiền của chúng ta tính theo đơn giá là 1.800 đồng trên kWh. Công suất chúng ta đổi sang kWh này. Thời gian bao nhiêu giờ? Mỗi ngày 5 giờ và sử dụng trong 30 ngày. Vậy nên ta sẽ có 15 nhân 4 là 60. 60 là đi 10 mũ trừ 1 thì cuối cùng còn 6 kWh. Nhá. Đấy, lượng điện chúng ta tiêu thụ cho cái đèn ống này trong 1 tháng là 6 kWh. Thế còn cái đèn sợi đốt thì công của lượng điện là A2 đi, bằng P2 nhân với thời gian cũng là T như vậy. Thì nó bằng 100 nhân với 10 mũ trừ 3 rồi nhân với 5 nhân với 30 thì ra 15 kWh. Nếu sử dụng đèn ống thì năng lượng điện tiêu thụ là 6 kWh. Nếu sử dụng đèn dây tóc thì năng lượng điện tiêu thụ là 15 kWh. Như vậy delta A sẽ bằng mấy? 15 trừ đi 6 bằng 9 kWh. Nếu chúng ta sẽ tiết kiệm được 9 kWh. Vậy thì số tiền mà tiết kiệm được sẽ là bao nhiêu? 9 nhân với 1.800, đúng không? 9872 2 × 7, 91 là 9 nhân 7 16 không à được. Như vậy chúng ta tiết kiệm được 16.200 đồng nếu như thay cái đèn bóng đèn ống bằng cái đèn sợi dây đốt truyền thống. Đấy là cái câu 16.000, đúng là 16.200 nhỉ, 98 này được hơn nhỉ, đúng rồi, 16.200 đồng nhé. 16.200 đồng có đáp án đấy, là đáp án D. Được chưa? Câu số 19 là như vậy. Câu số 20. Một cái ống điện, trên đó có ghi cái thông số là 220V và 1.200W. Sử dụng ống điện với ở hiệu điện 220V để đun sôi 3 lít nước từ 25 độ C. Tính thời gian đun nước, biết hiệu suất của ấm là 90% và nhiệt dung riêng của nước là 1490 joule trên kg độ. Nhiệt lượng mà nước thu vào, quy thu tính theo công thức là M nhân C nhân delta T. M 3 lít nước thì có khối lượng là 3 kg. Nhiệt dung riêng của nước đồng bài cho là 4190, là nhiệt lượng cần để cho 1 kg nước nó tăng thêm 1 độ đấy. Delta T đun từ 25 độ C cho đến lúc sôi, tức là nó tăng thêm 75 độ C. Vậy ta sẽ được kết quả nhiệt nước mà nước mà thu vào là 3 nhân với 4190 nhân với 75 thì bằng 942750. Thế còn Q mà tỏa ra
mà cái ấm nó tỏa ra phải là bao nhiêu? Đây câu số 20 đúng không? Câu số 20 họ bảo là hiệu suất của ấm là 90%, tức là nó tỏa ra 100 joule. Tỏa ra, nếu tỏa ra có 100 joule thì chỉ có 90 joule là làm cho nước sôi, còn 10 joule hao phí. Vậy quy tỏa sẽ phải bằng quy thu chia cho 90%. Nên được là lấy cái con số này mình chia cho 90% luôn. Chia cho 0.9 thì bằng 104.7500 đơn vị là joule. Quy tỏa ra này chính là quy tỏa các định luật joule nen sơ, thì nó bằng y bình phương RT. Để đây tôi xem cho đầu bài cho cái gì, ở cho câu số mấy nhỉ, 20 họ hỏi ra thời gian đúng không? Đấy. Thì ta dùng công thức là quy nhiệt độ tỏa ra cũng chính là công của lực điện đấy, công thì là công suất nhân với thời gian. Công suất đây ta biết rồi, vì họ bảo ra là sử dụng nó là 220V. Khi sử dụng đúng mức định mức là 220V thì công suất tiêu thụ cũng là 1200W đúng không? Thế nó sẽ là thời gian t sẽ bằng quy tỏa chia cho công suất bằng 104.7500 chia cho công suất là 1200, thì nó sẽ ra chia cho 1200 879,91 đơn vị là giây. Nếu chuyển sang đơn vị là phút thì mình phải đem chia cho nó 60 đúng không? Thì ra kết quả xấp xỉ là 14,54 hay là 14,55 điểm phút. Chúng ta mất khoảng 14,55 phút làm cho 3 lít nước này nó sôi nhé. 14,55 phút. Đấy. Thì ở đây 14,55 nhé, thì chúng ta chọn đáp án A. Hai đáp án A và B nó gần nhau quá mức đến mức độ rất dễ gây nhầm lẫn cho bạn em. Đấy là câu số 20. Câu số 21. Một ấm điện dùng cái hiệu điện thế là 220V thì đun sôi được một lượng nước là 1,5 lít từ 20 độ C trong 19 phút. Biết nhiệt dung riêng của nước 4200 joule, khối lượng riêng của nước là 1000 kg trên mét khối và hiệu suất của ấm là 990%. Công suất và điện trở của ấm này là bao nhiêu? Tức một ấm dùng hiệu điện thế 220V thì đun sôi 1,5 lít nước trong vòng 19 phút. Đấy. Thế thì chúng ta cũng tính nhiệt lượng của nước nó thu vào. Vì đây khối lượng của nước chúng ta đã biết rồi. Vẫn theo công thức là M nhân C nhân delta T thôi. M 1,5 lít nước thì cũng có khối lượng 1,5 kg nhé. C trong bài này họ cho vo tròn là 4200 joule trên kg nhân độ. Và delta T là họ đun từ 20 độ C nên đến sôi, tức là lên đến 100 độ C thì chúng ta phải nhân với delta T là tháng 10 thì sẽ được 1,5 nhân với 4200 nhân với 80 nó bằng 504000 đơn vị là joule. Nhưng mà hiệu suất của cái bếp này chỉ là 90% như thầy giải thích ở cái trước, nghĩa là gì rồi? Ở đây chúng ta sẽ có quy tỏa bằng quy thu và chia cho 90%. Thế là sẽ bằng con số này và chia cho 90%. Thế được 560000 joule. 560.000 joule. Đấy nè, điện nước nó tỏa ra. Là câu số 21 đúng không? Hiệu suất của nó, công suất và điện trở. Công suất thì đây là năng lượng mà nó sản sinh ra là 560.000 joule. Thì chúng ta nhớ là công suất thì bằng công chia cho thời gian. Cái trường hợp này nó chính là bằng quy tỏa chia cho thời gian. Đúng không? Thì nó bằng bao nhiêu? 560.000 chia cho thời gian. Người ta đun cho nó trong 19 phút thì 19 nhân với 60 thì bằng, chúng ta đổi sang đơn vị là giây. 560.000 mà
chia cho 19 nhân 60. Nó ra kết quả là 491,2. 491,2 đơn vị là một công suất nào quá không? Được chưa? 491,2W. Thế còn 491 hay là thầy nhìn nhầm nhỉ? 19 nhân với 60. Kiểm tra lại cùng với thầy nhé, 1,5 lít nước nhân với 80, 5.600, đúng rồi. Trong 19 phút đổi sang giây thì là 19 nhân với 60, 560000 chia cho mở ngoặc 19 nhân với 60 bằng 491,2W. Thầy nâng khừng một chút vì thấy nó không giống với đáp án nào cả, không biết là mình tính sai hay là đáp án bị nhầm nữa. Thế còn là điện trở của ấm, điện trở của ấm thì chúng ta đã biết những cái gì rồi nhỉ? Chúng ta đã biết công suất rồi này, chúng ta biết hiệu điện thế rồi đúng không? Công suất thì bằng là U nhân với I, thế là bằng U bình chia cho R. Vậy thì R sẽ bằng U bình chia cho P. U bình ở đây là người ta bảo ta là sử dụng ở hiệu điện thế là bao nhiêu? 220V trên có 220 bình phương chia cho công suất là 491,2. Thế thì nó sẽ ra xấp xỉ thôi. 220 bình phương chia cho 491,2 thì sẽ ra xấp xỉ là 98,5. Quá nhé. Xỉ là 98,5 joule. Chúng ta tính R đúng không? Thì xin lỗi, thì nhầm là ohm nhé, 98,5 ohm. Nhưng ở đây thì tìm mãi mà vẫn không thấy một cái đáp án nào nó ra khớp với của ta cả. Có thể là em sẽ phải kiểm tra lại con số này giúp thầy một lần nữa nhé. Rồi, cho thầy xóa bảng cái đã.